Động từ thêm đuôi làm chủ ngữ thì động từ sẽ chia xuống, nhưng mà có từ hai hoặc ba cái verb in và nối với nhau làm chủ ngữ, động từ chia số nhiều. Viết là vở nhá. Two verb thì động từ luôn chia số ý. Không biết là một two verb hay là nhiều, hay là nhiều two verb thì đều chia số ý hết. Các bạn nhớ nhá, verb in đứng một mình đúng không ạ, làm chủ ngữ thì các bạn động từ chia số ít. Có từ 2, 3, 4 cái verb in trở lên nối với nhau thì bạn động từ chia số nhiều. Còn to verb đứng một mình nhá, to verb đứng một mình thì động từ luôn chia số ít. Hoặc đứng 2, 3 mình, 2, 3 cái to verb nối với nhau thì vẫn là chia số ít. Vẫn là chia số ít. Được chưa? Rồi, ok anh em nha, tiếp tục nào. Câu này sẽ là A, sửa thành is. Chia ra từ ly đi. Ảnh hưởng của cigarette, các bạn nhìn này. Đối với các cụm từ có từ ở nha. Đối với các cụm từ có từ ở thì luôn luôn là phải chia ra từ đứng trước ở. Tức là các bạn phải chia từ effect. Vậy effect đây là số nhiều, cho nên câu này đáp án C, sai, sửa thành half. Số 3 này, đó là điều bất khả thi khi bạn tin rằng một ai đó thực sự ở đây, các bạn gạch chân của somebody. Somebody đây là động từ. Vậy thì từ admire thì chúng ta sẽ thêm s. Được chưa? Admire thêm s. Tiếp này, every elementary school teacher, tất cả những cái cô giáo giáo viên ở trường tiểu học, thì đây các bạn thấy từ every. Thì các bạn cứ thấy từ every thì đương nhiên chỗ này sẽ là gì đây, cả lớp sẽ là số ít, half đều sẽ là has. Rồi, ok, next one tiếp nào. John cùng với 20 người bạn thì chia là chia từ John đúng không ạ? Cho nên câu này sẽ là is. Linguistics của chúng ta ở đây là danh từ. Ở linguistics là kiểu như là môn thống kê. Cái môn thống kê của chúng ta thì là có chữ S gì đúng không? Vậy là đây là cái môn học có chữ gì, các bạn vẫn chia là chữ gì này. Please. Tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ cả lớp cái trên tụ one ở một trong những nhiều. Số 8 này, it is disconcerting to believe that every, like every rồi. Số ít tiếp ạ. Tiếp, chúng tôi tin tưởng rằng có cụm từ of thì chia ra trước từ of là từ sum. Vậy từ sum ở đây là số nhiều thì từ y phải đổi thành a. Tiếp này, cái quyết định mà dựa vào cái sự mở cửa của hai công ty đã được tuyên bố vào ngày hôm qua. Ở đây các bạn thấy là cái là chia ra từ decision. Cái quyết định có cái quyết định như thế nào nó không quan tâm. Và decision đây là số ít ạ, cho nên cái từ war này chúng ta được từ was. Tiếp nào, interrogation conducted by the police officer. Cái interrogation của chúng ta là cái sự mà kết hợp, phối kết hợp được tiến hành bởi những cái nhân viên cảnh sát đã kéo dài của một vài giờ. Thì ở đây cái người ta chia là chia theo từ cái từ interrogation, chứ không ai người ta chia theo cái từ police officer nhá. Bởi vì là vì sao cả lớp? Bởi vì là cái H này các bạn nhớ không? Đây là chính là lẽ là câu này là phải đại diện con này ở đây này. Thì cái chỗ cái động từ còn lại mình phải chia theo cái chủ ngữ đằng trước. Interrogation này chúng ta là số ít, cho con này star. Has.
Số 12, thành công ở trong việc kinh doanh nó yêu cầu cả lớp ơi, yêu cầu những cái chiến lược cái mà làm hài lòng cả gì đấy à, người tuyển dụng và những người làm thêm. Ở đây con thấy chủ ngữ của cô là success, của cô là danh từ không đếm được, như vậy là chỗ này của cô phải dùng là require thêm sc. Tại sao cô dùng verb in? Bởi vì câu này các bạn thấy không, nó có từ that đây rồi, mình rõ ràng là đằng trước nó cần một chủ ngữ, một động từ, đây làm gì có động từ đâu. Câu số 13, either Pete or John, I have been either or. Either or thì chia theo cái từ ngay đằng sau đó. Như vậy từ A thành is. Tiếp này, the state of Michigan là cái bang Michigan thì chia là chia theo từ the state. It has. Số 15 này, everyone on the board, mọi người ở trong cái board of director là ban giám đốc này đều đồng ý. Thì chia là chia từ everyone. Còn cái từ on the board of director là ban giám đốc này thì nó chỉ là một cái trạng ngữ, chỉ nói trốn thôi. Cho nên từ agree này các bạn chia thêm sc. Chưa? Thêm sc. Các bạn nhớ này à, cái này là một trường hợp mới này. Chú ý như sau. The cộng danh từ thứ nhất. And cộng danh từ thứ hai. Mà đây là danh từ chỉ người. Thì đây là chỉ một người đảm nhận hai chức vụ. Cho nên là các bạn sẽ chia động từ chia theo số 1 số ít. Nha. Vậy còn hai từ dơ. Thì động từ vẫn chia số nhiều bình thường. Như vậy đây người ta viết như này là gì? Là manager and accountant là cái người này vừa là người quản lý, vừa là người kế toán nhá. Cái người gì kế toán kiêm quản lý này đúng không? Đã đi công tác rồi. Has. Số. Câu số 17 này. The number of correction. Tức là cái số lượng correction này là cái sự kiểu như là lỗi chính xác ấy, được tạo ra trong suốt cái giai đoạn đầu tiên này. Nó đã ảnh hưởng. Thì các bạn nhớ không? The number of động từ phải chia số gì? Số ít cho từ. Ôi, cái từ này nó bị nó phải là gạch chân cả từ này cả đó. Gạch chân cả từ H nhé. Thì nó đổi thành has influence. All of the students in the class taught by Professor Robert is. Ở đây có từ all cũng chỉ là y được đúng không? Chỉ là are. Không có cậu con trai nào ở đây cả lớp gạch chân có tiếng năn ập và cả lớp viết luôn đây là kiến thức mới nha. Năn ập cộng với danh từ. Động từ. Chia số ít. Is. Tiếp nào, không chỉ những cái painting method, những cái biện pháp vẽ tranh mà còn màu sắc. Not only but also thì sẽ chia theo từ but also, tức là chia theo từ colors. Vậy từ has này đổi thành have. Câu số 21 này tương tự giống câu the lúc nãy. The singer and composer. Thì ở đây có một chữ the thôi. Thì điều đó đồng nghĩa với việc là cô này vừa là ca sĩ, vừa là composer, nhà sáng tác. Cho nên chúng ta không thể dùng từ A được nhá, đảm nhận hai vai trò. Câu này các bạn đổi thành is. Nhắc lại có một chữ dơ là chỉ biểu thị một người thôi nhá. Nhớ chưa? Câu số 22 ở đây cô có từ every. Thì every thì động từ phải chia số ít rồi. Requires. Số 23, học sinh không làm bài tập về nhà. Student đây là số nhiều. Thì cái này ô chết. Cái chỗ này nó phải là haven. The furniture, furniture của cô đây là đồ gỗ. Đồ gỗ là danh từ không đếm được.
Cái furniture đây là những cái đồ nội thất của gia đình ấy. Không đếm được thì các bạn phải dùng số ít. Worse. Số 25. Starting verb đứng một mình. Động từ chia số ít ạ. Lead thêm SC. Số 26. Everybody. Động từ chia số ít. Have được thành has. Số 27. No one. Số ít. Dùng was. Số 28 này. Ở đây chúng ta có từ a pet. Đúng không? Pet ở đây chỉ chúng ta là một danh từ số ít. Thì như chúng ta mới nói với nhau. Nếu trong câu có đại từ quan hệ thì chúng ta phải chia cái động từ ngay theo cái danh từ đứng trước đại từ quan hệ đó. Cho nên cái từ answer này ạ, con sẽ phải đổi thành answer thì messy. Đổi thành answer thì messy. Tiếp nào, 25% discount. 25% discount thì cái từ A này phải đổi thành is. Bởi vì đây có chữ ơ mà. Tiếp này, being banker tức là một cái gọi là gì đấy à, banker là một cái người nhân viên ngân hàng ấy, thì being là verb, being là một mình, cái này sẽ là was. Rồi bài 3, bài 3 cô sẽ chữa từ 30 cho tròn nhé. À đâu, chữ ta bao nhiêu nhỉ, cả lớp nhỉ? Chữ thứ 37 cô ơi. 37 á? Hay là em làm rồi nhỉ? Em chả biết. Em bị nhầm à? Cô mới cho làm có 20 câu, bao nhiêu câu gì mà? Nào nhìn vào câu 21 đi ạ. À. Câu 21 ở đây của chúng ta có is the or thì từ her husband ở đây các bạn chia là số ít. Chia số ít và x morning các bạn dùng từ makes thêm messy. Army các bạn nhớ không? Cái từ army là quân đội, người ta nói đến cái gì cả lớp? Khi mà nói đến quân đội này thì mình sẽ có hai cái hiện tượng xảy ra đúng không cả lớp? Một, đó là gì cả lớp? Một là có thể là chỉ cái tập thể đó. Hai là có thể chỉ thành viên trong cái tập thể đó. Các bạn còn nhớ không? À, thế vậy, vậy các bạn xem ở đây cái trường hợp này là nó chỉ các thành viên trong cái tập thể hay là chỉ cái tập thể đó đấy? Nào, đọc cái câu đó đi xem nào. Toàn bộ cái quân đội như thế nào? Ở đây mình có là toàn bộ cái quân đội đó thì đợi một tí. Đấy, đợi một này. Toàn bộ quân đội đó đã eliminate, xóa bỏ this section. Cái section này là cái một phần ở trong cái training test, là cái bài kiểm tra, bài đào tạo đúng không ạ? Trong bài kiểm tra, bài đào tạo thì rõ ràng các bạn chú ý ở đây là không phải là mỗi một cái thành viên trong một cái quân đội đó có quyền được xóa đúng không các bạn, mà là cái tổ chức đó người ta đưa ra quy định là một phần sẽ bãi bỏ một cái phần của quân đội đó đi đúng chưa. Vì thế cho nên là cái từ the army ở đây mình hiểu đây là cái tổ chức quân đội đó đúng không, và cái tổ chức quân đội đó thì chúng ta sẽ dùng là số ít các bạn nhé, đặt xem là A has. Số 23 này, số 23 các bạn chú ý cô như sau. Đứng đầu câu chủ ngữ là các cái từ what he told ấy, nó gọi là các cái mệnh đề danh từ. Chủ ngữ là các mệnh đề danh từ. Ví dụ như that hoặc là what. That hoặc là what đứng đầu câu, vân vân vân. Sau đó cộng với chủ ngữ, cộng với động từ thứ nhất thì động từ thứ hai luôn chia số ít. Các bạn ơi, cái điện thoại của cô hết pin rồi cho nên cô sẽ tắt được cái điện thoại nha, là các bạn sẽ không, máy chiếu máy tính của cô là sẽ không nhìn thấy mặt cô đâu nha, tính của cô nó bị đơ rồi, máy tính của cô nó sẽ không có cam đâu các bạn nha. Rồi tiếp nào. Và câu này sẽ là số ít ạ. Số ít sẽ là since. Được chưa? Câu tiếp này. À, psychologist là nhà tâm sinh lý học. Người ta đã nhận thấy rằng số lượng của những cái social contact, của những cái mối liên lạc này mà chúng ta phải có là, thì ở đây chia là chia theo từ the number. Và the number của chúng ta là số ít đúng không ạ?
thì sẽ là không phải là only thì phải có the rồi. Is not the only reason. Không phải là lý do duy nhất là sự cô đơn. Tiếp, số 25 lại là một kiến thức mới này. Số 25 là kiến thức mới này. Flocks ở đây là gì cả lớp? Là người ta muốn nói đến cái bầy, cái bà, đàn các bạn nhá. Được chưa? Bầy và đàn. Khi mà hai danh từ nối với nhau từ ợp thì động từ sẽ chia theo chủ ngữ thứ nhất đúng không? Nhưng chủ ngữ mà là cái từ như là từ the flock ấy, thì chúng bao gồm rất là nhiều con ở trong đó đúng không? Nó không phải riêng biệt là một con nào cả, cho nên động từ chúng ta phải chia số ít. Nha các bạn nha. Cô nhớ lại này, cái từ the phải chia cụm từ, phải chia từ flock. Dù từ flock là bầy đàn nhưng bầy đàn là người ta dịch một tập thể thống nhất chứ người ta không dùng một con những con riêng biệt, cho nên các bạn phải chia số ít. Nha, đáp án chính xác của chúng ta sẽ là đang trao lượng dùng là is. Cẩn thận câu này nha các bạn nha. Câu tiếp này tương tự như chúng ta vẫn nói với nhau là cái cụm từ mà có chữ of thì các bạn phải chia từ use. Và cái từ use của chúng ta ấy là cái danh từ không đếm được. Cái việc sử dụng thẻ tín dụng ở những cái nơi mà việc tiền mặt nhà cho phép ấy, nó tăng lên, thay cho tiền mặt đã tăng lên rất là nhiều những năm gần đây. Và đương nhiên là số ít. Đáp án A loại, đáp án D loại. Bây giờ mình còn B và C. Và câu này là chủ động nhá. Tăng lên là giảm nó là chủ động. Has increased. Tiếp nào. Cái thực tế là những cái thành viên nội bộ cán bộ mới đã được khen ngợi rất nhiều về những cái thành tựu của mình. Thì họ đã nổi tiếng trong toàn bộ công ty. Các bạn ơi, cái mệnh đề là That the new staff member và achievement ấy nha. Thì nó chỉ là cái từ mà bổ sung cho từ giờ phát thôi. Ok chưa ạ? Tức cái thực tế là cái gì? Cô nhắc lại cả cái cụm từ giờ new và achievement nó chỉ là bổ sung một từ giờ phát thôi. Vậy thì cô sẽ cần một động từ chính. Một động từ chính. Một động từ chính của cô ở đây thì các bạn phải chia theo cái gì? Giờ phát nó là số ít. Cho nên các bạn phải chia là số ít. Vì thế câu B cô sai, câu D cô sai. Bây giờ cô còn A và C thôi ạ. Ở câu này nó phải là bị động, đúng không? Thực tế rằng cái việc mà toàn thể nhân viên được khen ngợi vì thành tích của họ đã được biết đến trong toàn bộ công ty, đã được biết đến trong toàn bộ công ty là cái thực tế đó. Cho nên cái này sẽ là câu C, bị động số ít ạ. Số 28 này, nếu như một ai đó mà mua chiếc ô tô này từ cái dealer, thì người cho đơn kia, thì sau đó thì nhỉ? Nên trả lại đúng không ạ, và make another offer, tức là đưa ra một cái lời đến khác nhá. Vậy câu này là gì? Nếu không có ai mua chiếc xe đó từ đại lý thì bạn nên quay lại và đưa ra một đến khác. Thì ở đây thứ nhất là nobody, nó là số ít rồi, thì số ít rồi đúng không ạ, thì không thể dùng have được. Và hai nữa đây là câu điều kiện loại một cho nên không thể dùng quá khứ được, và đáp án của cô sẽ là đáp án daddy has. Massachusetts và Connecticut nằm ở vị trí của New England. Thì đây chúng ta có là hai nơi rồi. Và đây là cái sự thật hiển nhiên. Các bạn dùng từ are. Everything, mọi thứ nhìn rất là sáng sủa và sạch sẽ. Thì từ lúc ở đây các bạn không chia verb anh được nhá, bởi vì đây là một cái động từ nối. Các bạn chia là số ít thôi. Looks messy. Thế này, much homework, rất nhiều bài tập về nhà được đưa cho học sinh. Everyday là mọi ngày, là hiện tại đơn, đúng không ạ? Và từ homework ở đây của chúng ta là danh từ không đếm được, cho các bạn dùng is. Tiếp này, the facility at the new research. Cái trang thiết bị ở cái thư viện nghiên cứu mới này bao gồm cái gì? Tôi không cần quan tâm là nó nằm ở đâu. Tôi cũng không cần quan tâm là bao gồm cái file gì. Và cái chủ ngữ của tôi chính là cái chủ ngữ này, là cái thiết bị. Thế còn nó bao gồm cái gì tôi không quan tâm, nó bao gồm cái gì kệ nó, chỉ là cái kiểu như là nó giải thích thêm thôi, đúng không? Tôi cũng chẳng cần quan tâm. Vậy thì ở đây các bạn sẽ chia cho từ facility. Và cái từ facility ở đây của chúng ta nó là số nhiều. Cho nên các bạn chia là A, ba ba đấy. Ok, thế à. Câu số 33 này. Police là cảnh sát. Và các bạn nhớ nhá, cảnh sát không bao giờ có S gì nhưng phải luôn chia là số nhiều. Luôn chia là số nhiều, lực lượng cảnh sát. Tiếp này, đứng đầu câu là to verb thì đương nhiên sẽ phải là số ít rồi. Need the messy. Nói với các bạn rồi đúng không ạ? Tiếp, method for. Đây là cụm giới từ. Cái biện pháp cho cái gì thì phải chia theo cái biện pháp.
chứ không phải chia cho cái việc cho cái từ the world thế giới. Cái biện pháp đúng không, để nghiên cứu về thế giới đã được phát triển. Thế đây chúng ta có method là số nhiều ha. Câu 36 này, regulation, những cái quy tắc gì đấy. Governing là kiểm soát những cái nghiên cứu về động vật. Thì nó bao gồm, thì chia là chia theo từ regulation, theo quy tắc. Còn cái từ governing, cái thứ thì kệ nó đi. Như vậy đó là số nhiều. Vậy số nhiều thì nó phải là loại đáp án A và D, bây giờ còn B và C thôi. Đúng không? Bao gồm thì nó chủ động thôi, đáp án B. Còn trên á. Rồi, ok, next one, câu tiếp theo nào. Thanks to the recent anti-smoking campaign, nhờ có những cái chiến dịch mà gì đi chống lại cái việc hút thuốc gần đây, mà số lượng những smoker, số lượng những cái người hút thuốc này ở đất nước này đã như thế nào? Đã giảm đúng không? Số lượng the number là số ít rồi đúng không? Has. 38 này, trong bốn cái gì của con người thì nó phù hợp nhất cho những mục đích đặc biệt. Ở đây chúng ta có từ X. Nhưng có rất nhiều bạn sẽ bị lừa nha. Trong số 4 cái này của human thì human cái chỗ này sau từ ập này thì nó phải là số nhiều. Trong bốn loại của răng con người thì nó phải là foot là một cái răng, thít là nhiều cái răng, cái chỗ này nó phải thít trước này. Đầu tiên này. Nhưng mà sau đó động từ phải chia từ x à, thì nó phải là is. Có hiểu không ạ? Bốn cái loại răng của con người thì răng của con người phải là số nhiều human thích. Nhưng mỗi một thì từ x nó sẽ phải chia là is. Vậy đáp án sẽ đoán đi. Câu này sẽ bị lừa tí nha, cho nên chú ý vào. Câu số 39 á. Tất cả sẽ có một vài cửa hàng ở đây có từ ago là quá khứ. The shop là số nhiều. Wow. Từ re đứng đầu câu chia theo cái chủ ngữ đứng gần nó. Được chưa ạ? Tiếp tục này. Đến neither. Khi mà chúng ta nhắc đến neither thì sao ạ? Cả lớp còn nhớ không? Neither of cộng với danh từ thì động từ chia luôn chia số ít. Như vậy đáp án chính xác của chúng ta sẽ là lies. Like không bao giờ dùng hiện tại hoàn thành đâu nha. Tiếp này, những cái đội này đã thay đổi. Từ teams của chúng ta đây là số nhiều. Vậy đương nhiên nó sẽ là trend rồi, đoán baby ạ. Số 42, physics là môn vật lý á, đúng không ạ? Và đây nó là was, nó là quá khứ á. Cho nên là các bạn gì đấy ạ, môn vật lý là cái môn mà tôi yêu thích đúng không ạ? Ở trong quá khứ, cho nên nó phải là quá khứ. Quá khứ phải là số ít. Unemployed là những cái người mà người ta đã thất nghiệp ấy. Những người thất nghiệp thì phải sống như thế nào? Đây là số nhiều, đúng không? Số nhiều mà tu thì phải là have to nhá. Phải sống bằng cái đồng lương trợ cấp thất nghiệp ít ỏi của mình. Như vậy câu này đáp án chính xác là B. Và đây là sự thật hiển nhiên cho nên mình ưu tiên dùng hiện tại đơn các bạn nhé. Đáp án baby ạ. Câu 44 này, tại sao anh ấy vắng mặt ở lớp ngày hôm qua? Thì đây chính là mệnh đề danh ngữ, mệnh đề danh từ lúc nãy cô nói đúng không? Cả cái chỗ này nó sẽ là chủ ngữ. Cái lý do tại sao mà anh ấy vắng mặt ở lớp ngày hôm qua vẫn còn chưa được biết đến thì chỗ này sẽ chỉ là số ít các bạn nhé. Các bạn sẽ là is. Cô nhắc lại này, nó một mệnh đề đứng đầu làm chủ ngữ, mệnh đề danh từ thì các bạn sẽ phải chia số ít. Câu số 45, tôi nghèo, nobody động từ chia số ít, less than messy. Và a person cũng chia số ít tiếp, less than messy. Furniture, cái tương lai mà anh ấy có đúng không ạ? À, quên, tương lai cái đồ nội thất anh ấy có trong phòng là như thế nào? Các bạn đã nhìn từ furniture. Vậy bản thân từ furniture của chúng ta là danh từ không đếm được đúng không? Vậy thì danh từ không đếm được thì các bạn chia số ít thôi. Thế cho câu này đáp án sẽ là đáp án A, is. Ở đây không có since và cũng chẳng có for cho nên không dùng hiện tại hoàn thành được. Câu 47 này, học tiếng Anh đứng đầu câu, verb in đứng một mình, is. 48, tôi có thể mượn cuốn từ điển của bạn một lúc được không? Của tôi. Thì cái từ my người ta viết như này, này thì chính là bằng từ my dictionary. Nhưng người ta không muốn nhắc lại cái từ dictionary. Thì người ta dùng từ my dictionary. Được chưa cả lớp? Vậy thì ở câu này của chúng ta sẽ dùng là gì đấy ạ? À? Số ít. Cái dictionary, cái từ điển của tôi đã bị bỏ lại. Sẽ là bị động. Đúng không ạ? Và bị động thì cái này là cái hành động đã xảy ra và kết quả liên quan đến hiện tại thì các bạn ưu tiên dùng hiện tại hoàn thành. Như vậy đáp án của cô sẽ là đáp án baby. Baby ạ.
căn cứ theo thông báo chỉ có 30%. Cả lớp gạch chân có từ cái phần trăm ở đây. Và đây cũng là một cái kiến thức mới nhé. Khi mà chủ ngữ là bao nhiêu phần trăm thì mình sẽ phải dựa vào danh từ sau of để chia nhá. Khi mà cái từ mà sau of là số nhiều thì các bạn sẽ chia là số nhiều. Với con này đáp án sẽ là R. Chỗ này chỗ trống nó sẽ là chỗ này nhé. Sự phát triển của popular music, của âm nhạc hiện đại phổ biến thông qua cái độ tuổi này. Ở đây chia là chia từ từ development. Đúng chưa? Và development ở đây của chúng ta nó là số ít. Vậy các bạn sẽ chỉ là worst thôi. Romeo Juliet, con này có thiếu dấu ngoặc kép. Đây là một vở kịch. Cái vở kịch nó phải là số ít. Được viết bởi ai? Được viết bởi ai thì cái lúc mà viết này nó là thời điểm ở trong quá khứ. Nhưng ở đây người ta nói là tên của một tác phẩm nghệ thuật, đúng không ạ? Là một sự thật hiển nhiên thì các bạn vẫn phải dùng hiện đơn nhá. Nếu mà nói là cái Romeo Juliet này đã được viết bởi ông ấy vào năm bao nhiêu thì các bạn dùng vua, nhưng mà đây là tác phẩm viết bởi ai thì nó là sự thật hiển nhiên. Đáp án đi. Chứ không phải là đáp án B đâu nhé. Rồi ok. Như vậy là các bạn đã hoàn thành phần bài này của các bạn rồi. Ok, các bạn nghỉ nha các bạn nha. Em nào cô ạ? Bye bye các Em bạn. nào cô ạ? Bye bye.